Vào một ngày của tháng năm, khi mọi thứ còn chưa bắt đầu, anh em chúng tôi gồm những người tiên phong Charlie, John Lee, Harry Nguyễn, Anthony Lee, Jenny Ngô, Jimmy Nguyễn, Johnny Hùng Lê, Krishna, Duy Chiến, Lê Nghĩa, Julie Hồ. Đón đầu một xu thế mới tại nơi đây, anh em chúng tôi đã viết lên câu chuyện của ngày hôm nay. Cosplay Việt Nam chính thức ra đời. Trải qua một cuộc hành trình dài, bắt đầu từ thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi mang theo dự án của mình đến với các tỉnh thành. Từ miền Đông Nam Bộ, dọc theo các tỉnh miền Trung, ra tới Hà Nội và các tỉnh thành địa đầu của Tổ quốc, anh em chúng tôi quay trở về với miền Tây Nam Bộ, ghé qua Cần Thơ, thăm Kiên Giang, rồi về tới đất mũi Cà Mau. Đi tới đâu chúng tôi cũng nói về cosplay. Ngày hôm nay, sau 8 tháng có mặt tại Việt Nam, cosplay đã khẳng định được vị thế của mình. Những sự kiện đẳng cấp, những chuyến du lịch thú vị, những khóa huấn luyện chuyên nghiệp với một ban lãnh đạo tài tình sẽ đưa cosplay Việt Nam đến khắp nơi trên thế giới. Con đường là của tôi, thành công là của bạn.